Ở tập trước, các bạn nhỏ đã có một cuộc hành trình thú vị với nhiệm vụ là đi tìm kho báu và giải mã các mật thư về tiền tệ. Trong tập hôm nay, những đứa trẻ thông thái sẽ chào đón sự tham gia của các bạn nhỏ trường phổ thông liên cấp Olympia với thử thách vô cùng đặc biệt và đầy hứa hẹn. Chào mừng 21 bạn nhỏ đã đến với chương trình Những đứa trẻ thông thái. Yeah! Thử thách hôm nay dành cho 4 đội thi với tên gọi xây dựng thành phố mơ ước. Trong thời gian 2 tiếng, mỗi đội sẽ cùng nhau bàn luận, vẽ minh họa cho thành phố và đội mình muốn xây dựng trong tương lai. Sau khi tác phẩm hoàn thành, mỗi nhóm sẽ thuyết trình về kế hoạch xây dựng thành phố, hệ thống giao dịch tiền tệ, các công trình xây dựng và định hướng nghề nghiệp cho cư dân. Có những tòa nhà cao với cả chỗ làm công viên với cả mấy cái cầu, cả mấy cái ô tô. Khẩu hiệu của bọn con là môi trường là số 1 ạ. Làm cái gì về thành phố? Thành phố đại dương ạ. Có vẻ như những ý tưởng ban đầu mà mỗi nhóm đưa ra khá thú vị và đầy hứa hẹn. Nhiệm vụ của mỗi nhóm bây giờ là khẩn trương phác thảo và bắt tay vào xây dựng thành phố của riêng mình. Căng thẳng. Ai vẽ sân bay? Ô tô to lên, sao vẽ thế? Mâu thuẫn. Có lúc thì có một số bạn đi ra chỗ khác và không làm sản phẩm. Những tranh cãi bắt đầu lộ diện. Khó khăn của thử thách không chỉ nằm ở những ý tưởng sáng tạo mà còn là tinh thần đồng đội, cách giải quyết các vấn đề trong hoạt động nhóm. Liệu các bạn nhỏ có vượt qua những khó khăn này hay không? Con hỗ trợ các bạn là bạn nào mà bạn này thấy khó khăn thì con sẽ giúp đỡ bạn ấy ạ. Sẽ dùng đồ dùng của con tô màu của bạn lại hoặc là vẽ của bạn. Mỗi nhóm đều đã có cách giải quyết cho những khúc mắc mâu thuẫn giữa các thành viên. Thời gian không còn nhiều, gạt đi mọi tranh cãi. Các nhóm sẽ phải bắt tay ngay vào khâu trang trí tô màu để có thể đem tới sự xuất hiện chỉn chu nhất cho sản phẩm của mình trước khi thuyết trình. Chúc mừng tất cả 4 nhóm đã hoàn thành xong phần thi của mình. Chú muốn nghe tất cả các đội thuyết trình các sản phẩm của mình. Đây là sản phẩm của bọn tớ. Đây là thành phố An Thiền City. Đây là câu đường của bọn tớ, thành phố xanh. Bây giờ bọn tớ sẽ giới thiệu về các sản phẩm của bọn tớ, về bệnh viện. Còn đây là sân bay quốc tế. Tiền này là biểu tượng của bọn tớ. Nó là đồng tiền Antian Dollars. Nó có giá trị bằng 10.000 tiền Việt Nam. Thành phố mà các bạn đội Hồng giới thiệu với tên gọi Antian City. Antian có những công trình chuẩn mực cơ bản mà mỗi thành phố cần có, như nhà thị chính, bệnh viện và sân bay. Với slogan là thành phố xanh, Antian có sự quy hoạch trồng cây xanh với diện tích khá lớn. Xin chào các cậu và bọn tớ thuyết trình về thành phố đại dương. Ở đây thì các con cá này nó sẽ tạo ra bong bóng và bong bóng ở dưới đại dương nó sẽ thay cho tiền trên mặt đất. Con cá sẽ không phải là con cá bình thường mà con cá sẽ là con cá máy. Nó sẽ có người điều khiển bên trong. Là bong bóng này nó thay cho tiền thì nếu nhà máy sản xuất ra tiền thì thì sẽ ô nhiễm môi trường và đây là con cá này nó sẽ không xả ra khói ở dưới mặt nước ạ. Slogan của bọn tớ là môi trường là số 1. Có cả bộ đội thì sẽ phòng chống những người xả thải dầu ra biển. Thành phố của đội vàng với ý tưởng khá đặc biệt là thành phố dưới đáy đại dương, hệ thống tiền tệ sẽ là bong bóng. Phương tiện di chuyển là những chú cá máy, nghề nghiệp của cư dân tập trung vào lĩnh vực môi trường biển. Xin chào các bạn, đây là thành phố Beldum, thì một thành phố chỉ sử dụng điện và các năng lượng không xả môi trường thì thành phố này có thể tạo nên các cái khu giải trí, công việc thì rất là ổn định. Nếu nghề lái máy bay thì sẽ trả là 100 Beldum. Máy bay dùng năng lượng điện với cả plasma thì nó chỉ tích trong máy bay, nó không bị phân hủy ra khỏi máy bay ạ. Thành phố của đội da cam với tên gọi Beldum City giống như Antian. Beldum cũng có đơn vị tiền tệ của riêng mình. Thành phố tập trung phát triển các ngành công nghiệp nhưng sử dụng những nguồn nguyên liệu đặc biệt không có hại cho môi trường. Thành phố của bọn tớ tên là Team Bubble và đây là slogan của bọn tớ. Dream West Bubble City. Có những đồ như sau: sân bóng rổ, bóng đá, xe cộ, cây, nhà máy,
với cả cái Money of Bubble City. Trên nhóm bọn mình có rất nhiều bạn thích bóng đá nên bọn mình đã nghĩ ra các cái môn thể thao để kiếm tiền. Thành phố cuối cùng của đội xanh là Bubble City, thành phố của những trái bóng, gợi cảm hứng từ bộ môn thể thao yêu thích là bóng đá. Thành phố với ngành công nghiệp sản xuất bóng là chủ yếu, cùng với đơn vị tiền tệ riêng. Cư dân phần lớn là các cầu thủ và những người có đam mê với bộ môn thể thao vua. Con rất hài lòng với việc con phân công cho các bạn. Bởi vì là các bạn đều đã suy nghĩ và liên tưởng và cùng đoàn kết để làm nên một cái thành phố nó xanh ạ. Chi tiêu hợp lý thì chúng ta phải biết tiêu như nào và gửi như nào. Phải có đồng tiền riêng của cái đất nước đấy, phải có các nghề nghiệp với cả một số thứ khác cũng cần lấy trên để có sự lợi. Các nhà chiến lược nhí hôm nay đã có một cuộc trải nghiệm vô cùng thú vị khi được cùng nhau xây dựng thành phố trong mơ của mình. Mỗi ý tưởng, mỗi sự sáng tạo đều quý giá. Biết đâu đấy, mai sau này, đó chính là những thành phố tương lai của các bạn.